Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Năm thứ hai đời Joash, con trai Joacha vua Israel, thì Amasia, con trai Joash vua Juda lên ngôi. Người được 25 tuổi khi tức vị vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jehoadan, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như David tổ tiên người. Người làm theo mọi điều của Joash cha mình đã làm. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ tế lễ và xông hương trên các nơi cao ấy. Vừa khi nước người được vững chắc, người bèn xử tử những tôi tớ đã giết vua cha mình. Nhưng người không xử tử con cái của kẻ sát nhân ấy, y theo lời đã chép trong sách luật pháp của Môi-se. Trong đó Đức Giê-hô-va có phán rằng, người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha. Mỗi người sẽ chết vì tội lỗi riêng mình. Amasia giết một muôn quân Edom tại trong trũng muối, hãm lấy thành Sê-la và đặt tên là Dốc Then, hãy còn đến ngày nay. Đoạn Amasia sai sứ giả đến cùng Joash, con trai Joacha, cháu Jehu, vua Israel mà nói rằng, hãy đến để chúng ta tranh chiến nhau. Joash, vua Israel, sai sứ trả lời lại với Amasia, vua Juda mà rằng, cây gai tại Liban, sai nói với cây hương nam cũng ở Liban mà rằng, hãy gả con gái ngươi làm vợ con trai ta. Nhưng có thú rừng của Liban đi ngang qua, giày đạp cây gai này dưới chân. Ngươi đã đánh dân Edom và lòng ngươi đầy kiêu ngạo, khá hưởng vinh hiển và ở lại trong nhà ngươi. Cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Juda bị hư hại? Amasia không muốn nghe Joash. Vậy Joash vua Israel bèn đi lên, rồi người và Amasia vua Juda giao chiến nhau tại Bet-Shemesh trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh bại. Quân Juda bèn chạy trốn mỗi người về trại mình. Tại Bet-Shemesh, Joash vua Israel bắt Amasia vua Juda, con trai Joash, cháu Achasia, đoạn đi đến Jerusalem, phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa góc, một khúc dài 400 thước. Người đoạt lấy những vàng bạc và mọi khí dụng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va và những bửu vật của đền vua. Người cũng lấy kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Các chuyện khác của Joash, những công việc người làm, sự mạnh dạn người, cuộc chiến trận của người với Amasia vua Juda đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Joash an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Samari chung cùng các vua Israel, rồi Jeroboam con trai người kế vị người. Amasia con trai Joash vua Juda còn sống 15 năm sau khi Joash con trai Joacha vua Israel đã băng hà. Các chuyện khác của Amasia đều chép trong sử ký về các vua Juda. Tại Jerusalem có kẻ phản nghịch với người, người bèn trốn đến Laki. Nhưng người ta sai rượt theo người đến Laki và giết người tại đó. Đoạn, có người chở thay người trên ngựa đến Jerusalem và chôn người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Cả dân Juda bèn lập Asaria làm vua thế cho Amasia cha người. Tuổi người đã 16. Sau khi vua cha an giấc cùng các tổ phụ mình, người lại xây Elath và khôi phục thành ấy về dưới quyền Juda. Năm thứ 15 đời Amasia con trai Joash vua Juda thì Jeroboam con trai Joash lên ngôi làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 44 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội. Người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Hamat cho đến biển đồng bằng, theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Jonah, tôi tớ Ngài,
là con trai Amitai ở tại Gath-hê-phe. Và Đức Giê-hô-va đã thấy Israel bị gian nan rất cay đắng, vì trong Israel chẳng còn ai tự do hoặc nô lệ nữa, cũng chẳng có ai tiếp cứu Israel. Đức Giê-hô-va không có phán rằng Ngài sẽ xóa danh Israel khỏi dưới trời, bèn cậy Jeroboam con trai Joash mà giải cứu họ. Các chuyện khác của Jeroboam, những công việc người, sự mạnh dạn người, thế nào người chiến trận và khôi phục lại cho Israel, Đa-mách và Ha-mát trước đã phục Giu-đa, mọi việc ấy đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Jeroboam an giấc cùng các tổ phụ người là các vua Israel, rồi Sa-cha-ri con trai người kế vị người. Chương 15. Năm thứ 27 đời Jeroboam vua Israel, thì Asaria con trai Amasia vua Giu-đa lên làm vua. Người được 16 tuổi khi lên ngôi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của Amasia cha người đã làm. Thế mà người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ cúng tế và sông hương trên các nơi cao. Đức Giê-hô-va giáng họa cho vua, khiến bị bệnh phung cho đến ngày người chết, người phải ruốt ở trong nhà riêng. Jotham, con trai vua, cai quản đền vua và xét đoán dân sự của xứ. Các chuyện khác của Asaria, những công việc người, đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Asaria an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn cùng họ tại trong thành David. Jotham, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asaria vua Giu-đa, Sa-cha-ri con trai Jeroboam lên làm vua Israel tại Samari, người cai trị 6 tháng. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm. Người không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Và Sa-lum con trai Gia-be giấy nghịch cùng người, đánh giết người tại trước mặt dân sự, đoạn làm vua thế cho người. Các chuyện khác của Sa-cha-ri đều chép trong sử ký về các vua Israel. Như vậy là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-hu rằng: dòng dõi ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Thật vậy, ấy là điều đã xảy đến. Năm thứ 39 đời Ô-xia vua Giu-đa, Sa-lum con trai Gia-be lên làm vua, cai trị 1 tháng tại Samari. Menahem con trai Gadi ở Tiệt Sa đi lên Samari đánh Sa-lum con trai Gia-be tại Samari và giết người đi. Đoạn Menahem lên làm vua thế cho. Các chuyện khác của Sa-lum và người phản ngụy làm sao đều chép trong sử ký về các vua Israel. Bây giờ Menahem đi khỏi Tiệt Sa, hãm đánh tiếp sắt cả dân sự ở trong và khắp địa hạt chung quanh, bởi vì thành ấy không khứng mở cửa cho, nên người đánh nó và mổ bụng hết thảy người đàn bà có nghén ở tại đó. Năm thứ 39 đời Asaria vua Giu-đa, thì Menahem con trai Gadi lên làm vua Israel và cai trị 10 năm tại Samari. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời chẳng hề lìa khỏi các tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phun vua Asiri loáng đến trong xứ. Menahem bèn nộp cho người 1.000 ta lân bạc để người giúp đỡ làm cho nước mình đặng vững vàng trong tay người. Menahem thâu lấy tiền bạc ấy nơi dân Israel, tức nơi những người có tài sản nhiều, cứ mỗi người 50 siết lơ bạc đặng nộp cho vua Asiri. Đoạn vua Asiri trở về, chẳng ở lâu tại xứ. Các chuyện khác của Menahem và những công việc người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Menahem an giấc với các tổ phụ người và Phê-ca-hia con trai người kế vị người. Năm thứ 50 đời Asaria vua Giu-đa, thì Phê-ca-hia con trai Menahem lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phê-ca con trai Remalia quan tổng binh người
phản nghịch người và đánh người tại Samari trong thành lũy của đền vua, luôn với Agob và Arie. Người có 50 người Galaad theo mình. Vậy người giết Phê-ca-hia và cai trị thế cho. Các chuyện khác của Phê-ca-hia và những công việc của người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 52 đời Asa-ria vua Giu-đa thì Phê-ca con trai Remalia lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 20 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nê-bát là tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong đời Phê-ca vua Israel, Tiglath-phi-lesê vua Assyri loáng đến chiếm lấy Iyon, Aben-bet-maka, Yanoác, Kede, Hát-so, miền Galaad, miền Galile và cả địa phận Nephtali. Đoạn đem dân sự các xứ ấy sang Assyri. Ose, con trai Ela, mưu phản Phê-ca, con trai Remalia và đánh giết người, rồi lên làm vua thế cho, nhằm năm thứ 20 đời Jotham, con trai Ô-xia. Các chuyện khác của Phê-ca và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 2 đời Phê-ca, con trai Remalia, vua Israel, thì Jotham, con trai Ô-xia, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua. Người được 25 tuổi khi tức vị, cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jerusha, con gái Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-xia cha người đã làm. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao. Dân sự cứ cúng tế và sông hương trên các nơi cao đó. Ấy là Jotham xây cất cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Jotham và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khởi khiến Rê-xin, vua Syri và Phê-ca, con trai Remalia đến hãm đánh Giu-đa. Jotham an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ tại thành David tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người. Chương 19. Bây giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Giê-xu và sai đánh đòn Ngài. Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai đổi trên đầu Ngài và mặc cho Ngài một cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với Ngài rằng: lạy vua dân Giu-đa. Họ lại cho Ngài mấy cái vả. Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi. Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng: kìa, xem người này. Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy Ngài thì kêu lên rằng: hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Phi-lát nói cùng chúng rằng: chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết. Dân Giu-đa lại nói rằng: chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Khi Phi-lát đã nghe lời đó lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi Ngài rằng: ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa. Từ lúc đó Phi-lát kiếm cách để tha Ngài, nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Sê-sa, vì hễ ai tự xưng là vua ấy là sướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy. Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Và bây giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: vua các ngươi kia kìa. Những người đó bèn kêu lên rằng: hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi.
Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Người bèn giao ngài cho chúng, đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt ngài và dẫn đi. Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh ngài, lại có hai người khác với ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Giê-xu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng: Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng: Người nói ta là vua dân Giu-đa. Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi. Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo sống của ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ ngài đứng đó, với chị mẹ ngài là Mary vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì phán rằng: Ta khát. Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn. Rồi ngài gục đầu mà trút linh hồn. Vì bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu, thấy ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: Chẳng một cái xương nào của ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph người Arimathê làm môn đồ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giê-xu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giê-xu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Và tại nơi ngài bị đóng đinh có một cái vườn. Trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bây giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần. Chương 20. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng: Người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy,
Nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?" Người thưa rằng: "Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu." Vừa nói xong, người xây lại, thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng: "Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?" Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: "Hỡi Chúa, ví thật, ngươi là kẻ đã đem Ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi Mary." Mary bèn xây lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: "Rabuni", nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng: ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi." Mary Madeleine đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nổi ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: "Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy." Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: "Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó." Và lúc Đức Chúa Giê-xu đến thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: "Chúng ta đã thấy Chúa." Nhưng người trả lời rằng: "Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin." Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Đoạn Ngài phán cùng Thô-ma rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, song hãy tin." Thô-ma thưa rằng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi." Đức Chúa Giê-xu phán: "Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy." Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chương 21. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy: Simon Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của Cebê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng: "Tôi đi đánh cá." Các người kia trả lời rằng: "Chúng tôi đi với anh." Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được."
Vậy các người ấy thả lưới xuống được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ, và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng. Người bèn thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn chiên ta. Quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo ta. Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi. Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy. Chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Thi Thiên 120. Trong cơn gian truân, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi, thêm cho ngươi điều gì nữa? Ắt là tên nhọn của dõng sĩ và thang đỏ hực của cây diên giếng. Khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê siết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm, linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.